như thế này là thế nào? Tôi đã nói với các em bao nhiêu lần rồi, mới vừa tuần rồi sinh hoạt lớp, tôi đã nói với các em hôm nay là sinh nhật của tôi. Nhưng không phải tôi nói là sinh nhật của tôi là để các em về, các em nói với bố mẹ của các em rằng là sinh nhật của tôi, để rồi bố mẹ các em lại đi mua quà đem đến đây tặng cho thầy. Những món quà mà ta coi nó nhẹ như vậy, tôi nghĩ chắc là xà bông ở trong đây rồi. Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm nhận quà của tôi, các em có biết tại sao mà tất cả các em đều tới lớp của thầy học thêm hay không? Em đứng lên nói cho thầy nghe. Dạ, tại năm ngoái sinh nhật thầy, tụi con quên tặng quà. Em ngồi xuống. Ngày mai vào lớp, tôi sẽ cho em con số 0. Em khóc cái gì? Có gì đâu mà khóc. Em đáng được con số 0 mà. Tại vì sao? Tại vì em trả lời quá thành thật. Nhẹ ra, khi tôi hỏi như vậy, tụi em phải tìm câu nào đó trả lời một cách khéo léo, một cái câu trả lời nào mà cho nó thông minh, cho nó hay. Chẳng hạn như là tụi em học dở quá, tụi em học yếu quá, nên tụi em mới đến đây học thêm lớp của thầy. Các em có biết chưa? Biết chưa? Nói lại một lần nữa cho thầy nghe, tại sao tụi em đến lớp học thêm của thầy? Học kém. Giỏi quá, đúng là như vậy đó. Rồi, bây giờ em đến đây làm gì? Dạ em đến đây tặng quà sinh nhật cho thầy. Tặng quà sinh nhật cho thầy? Dạ. Thầy đã nói là thầy không bao giờ nhận quà của phụ huynh học sinh, mà tại sao em cứ làm cho thầy khó xử hoài vậy? Ê con. Dạ. Đi đâu vậy? Dạ con đi về. Con đi về? Tại sao con đi về? Dạ tại vì thầy không nhận quà của con. Ai nói với con là thầy không nhận quà của con? Con để xuống ngay cho thầy. Để ngay xuống. Con này bé này nó ngây thơ nhỉ. Con để ngay xuống đây cho thầy. Một món quà to lớn như vậy con đã đem đến đây đưa cho thầy rồi, bây giờ con lại phải nai về nhà, tội nghiệp con chứ, nặng quá mà con, thấy không? Bố mẹ con có lòng đem đến đây biếu cho thầy mà bây giờ thầy không nhận, thầy làm bố mẹ con buồn, phải không? Dạ bố mẹ con có buồn. Sao con biết bố mẹ con không buồn? Bố mẹ con không buồn nhưng mà thầy buồn. Đã có lòng đem đến rồi thì cứ để đây cho thầy nhé. Này thầy xem nào. Trời, món quà gì mà bự thế, nặng nữa. Thế ba mẹ con làm gì? Dạ bán khoai lang. Chịu chơi không? Bán khoai lang mà tặng món quà bự thô lù gì đó. Vậy trong đây gì vậy con? Dạ 5kg khoai lang. Về chỗ ngồi mau. Thôi bạn đừng có buồn nữa. Bạn mất 5kg khoai lang mà nhà tớ mất 8kg gạo mà tớ vẫn đâu có buồn đâu. Này, thật sự nhé. Còn con lên đây làm gì? Con chúc mừng sinh nhật thầy. Gì đó? Dạ bông. Bông. Ba mẹ con làm gì? Dạ ba mẹ con bán bông. Kỳ vậy trời. Tự nhiên cái là bên đây á là buôn bán khoai lang này tặng khoai lang, bên đây á là tặng mua bán bông cho tặng bông. Thôi đưa đây cho thầy. Con về nói với là bố mẹ của con rằng á là tháng sau con cần phải học thêm lớp toán nhé. Học cứ một tháng thôi mà đóng tiền gần chết rồi. Cái lớp học này của thầy, thầy phải bỏ bao nhiêu tâm huyết ra, cố tình là thầy để cho tụi con giỏi. Thầy khổ tâm lắm tụi con có biết hay không? Nghĩ sao mà tặng cho thầy giá mà tặng bông. Trời ơi. Dạ chúc mừng sinh nhật thầy. Bố mẹ có làm gì? Dạ làm ở cửa tiệm bánh. Bố mẹ con làm chủ tiệm bánh? Dạ.
chủ tiệm bánh. Chắc quà cũng được. Thằng nó nói cái nhỏ cái mặt nó dễ thương hết sức luôn vậy đó. Con đó nha, về nói bố mẹ con tháng này con học giỏi lắm đó nha. Đó, học cái gì cũng khá đó. Thầy nghĩ rằng là cuối năm nay thế nào con cũng đạt học sinh tiên tiến. Để thầy mở ra coi. Chủ tiệm bánh. Thì bánh coi. Nghĩ sao vậy trời? Chủ tiệm bánh mà tặng cho con bánh có 2.000. Về chỗ ngồi. Học hành không có gì tiến triển, suốt ngày ham chơi. Con kỳ lẹ, năm sau chuyển sang thầy khác. Em nói cái gì? Làm sao mà em thoát khỏi tầm tay? Dạ, con chúc mừng sinh nhật thầy. Phong bì. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là không bao giờ thầy thích nhận những cái món quà giống như vậy từ của phía phụ huynh, nhất là những món quà phong bì giống như vậy. Thầy nói thực tế con đó nha, năm sau sinh nhật của thầy con sẽ mấy cái quà cáp này nó nặng nề lỉnh khỉnh, mất công thầy khi về ha. Bông thư. Phong thư vậy đó mà nó thực tế, nhẹ nhàng, chất lượng. Ba mẹ con làm gì? Dạ, ba mẹ con bán vé số. Ba mẹ con bán vé số? Trời, bán vé số mà chơi sợp quá. Hiểu ý thầy ghê, cho thầy nguyên phong bì nè. Đây, bán vé số, vào để lên thầy này coi, để coi. Coi con biết được bao nhiêu nữa đây. Cái này là gì vậy con? Nghĩ vé số. Bán vé số cái tặng hai mà vé số vậy à? Con đó, giọng của con càng lắm. Con về con nói với ba mẹ con rằng là con cần phải tu dưỡng thanh lớp thanh nhạc với thầy trong vòng 1 năm nhé. À... con gái con lứa gì đâu mà đi kìa, suốt ngày đánh lộn với con trai, mặt mày thẹo thọ tùm lum tùm la, bực mình. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Giọng tao gì mà ông kêu khề, phải bắt tao học thêm thanh nhạc nữa. Giọng mang khang chứ còn gì nữa. Tao đục mày bây giờ á. Bố mẹ em làm cái gì? Dạ, bố con bán rượu. Bán rượu? Dạ. Rượu tây hả con? Dạ. Này hợp với thầy. Đưa đây cho thầy coi thôi. Trời ơi, ta nói cái hộp rượu với nhìn cầm cái thấy nó sang liền vậy đó. Mà con, thầy nói với con rằng nếu mà con cầm chai rượu không bao giờ mà con cứ cầm đứa qua đứa lại rồi bể chai rượu sao? Rượu là con phải cầm thôi. Cầm vậy đó, đưa qua trao cho thầy như vậy. Đó, đây đây. Bày hết sức, bày hết sức đó, con thấy không? Nói có sắc mắt có chứng này, con thấy không? Con bất cẩn này là có làm chưa đó. Giờ rượu nó chảy ra ngoài này nè. Để thầy nếm thử coi. Thầy coi như là chuyên nghiệp uống rượu mà, chuyên viên uống rượu mà. Nó chát chát. Con dạ. Chạy rượu vang trong đây phải không? Không phải rượu vang. Nếm lại. Bây giờ thì thầy thấy nó lại có cái mùi nồng nồng. Vát ca trong đây phải không? Dạ không. Không phải vát ca nữa. Dạ không. Kỳ vậy ta. Mình là chuyên viên thử rượu mà. Đâu để coi lại nữa coi. Bây giờ có cái mùi mặn mặn, đắng đắng. Không lẽ whisky hả con? Dạ không. Vậy chứ rượu gì? Dạ rượu Kiki. Rượu Kiki? Rượu Kiki là rượu gì trời? Ở đó giờ thầy thử bao nhiêu thứ rượu rồi, bao bây giờ mà có cái rượu nào tên là rượu Kiki? Ồ, không lẽ là rượu Nhật Bản hả con? Dạ không.
không phải rượu Nhật Bản. Vậy chứ nước nào sản xuất ra rượu Kiki? Dạ không phải nước nào sản xuất hết á, mà trong đây là con chó con tên là Kiki. Trong đây là con chó con Kiki. Dạ. Ồ, vậy cái nước nãy giờ trong đây chảy ra là của con Kiki hả? Dạ.